Xin chào bạn với channel của mình lên đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái bộ trang phục là VC Cô Tiên Thỏ nha các bạn. Ở server thử nghiệm với bạn cực kỳ đẹp luôn. Và cái giá của bộ trang phục này ở server Taiwan á là 546 quân huy nha các bạn. Cũng khá mắc. Có phải mắc hơn Battle Line luôn các bạn. Nhưng mà 500 mấy là đã 550 là đã giảm rồi nha các bạn. Còn có giá thì khoảng 900 quân huy nha các bạn, khá là mệt. Và mình mới vô trận đầu mình chưa có chỉnh gì hết, mình sẽ chỉnh lại một số cái này, góc camera, chỉnh ngân xa, này lên điều khiển. Và ở server thử nghiệm này thì mình không dám không dám mở cái chất lượng hình ảnh trung bình, tại vì mình sợ là mình chơi thì một hồi sẽ có gì là diễn gì ta mệt. Không phải mệt mỏi mà là khá là nguy hiểm, khá lắc. Cái video chất lượng không tốt, mình sẽ thử cái bộ trang phục này luôn. Wow, cái hiệu ứng rất là đẹp nha, bạn thấy chưa? Một cái mình về vô bị chốc cơ hết một shot là đi luôn, in shot mình đi chốc cơ. Bây giờ mít là ấy khá lắc, khá lắc các bạn. Dùng pha vô rồi dùng mít để cho mình rất nhanh. Tiền thỏ này khá là đẹp các bạn. Đây, tiền thỏ. Tiền thỏ thỏ. Mà nói vì tem nó phải đi đồng minh. Đi đồng minh thì phải giật rồi. Đây, chỉ thích thứ nhất là đây. Thứ hai đây. Đó. Nó y như đi huyền. Vô vô cảm tử. Hay đó, hay đó. Cái tướng mới nè, cực kỳ cảm tử luôn các bạn. Đánh theo kiểu cảm tử các bạn. Và ở server thử nghiệm thì lỗi nhiều với bạn, do mấy ngày qua thì do dân mạng đồn nhau là ở đây à thì các trang phục luôn miễn phí nên dân mạng kéo vào đây khá đông bạn. Đang mở được 6 nữa, anh mấy thanh niên anti fan rồi, mấy thanh niên chơi khó đàng hoàng các bạn à. Mình chỉ test đi, tại hắn hô không quan trọng bạn. Và cái hệ thống âm thanh ở đây hình như cũng bị lỗi nặng luôn. Đúng ta, đúng rồi. VC ở đây chơi phế vật. Mùng 5 thì rất là được ưa chuộng các bạn à. Lý do là do nó như là Nó được tăng sức mạnh, boost sức mạnh nhiều các bạn. Tốc độ chạy của gì? Nó chết bà. Samurai tử sĩ. Đẩy lên. Đánh. Gú chú. Rồi một pha người rồi